Life jackets and printed instructions on how to wear them are stored and displayed in various. We encourage you to take a few moments to find the closest location to you and review the instructions. Also, for your own safety, boats have been sailing the border between the two friendly nations of the United States and Canada. Nó này đang kẹt tàu, dòng suối nó chảy. The first mate of the missed vessel is a twin-stack coal-fired steamboat. In 1885, our boats evolved to single-stack steamboats that ventured closer to the Horseshoe Falls than any boat ever had before. In 1955, the first modern mate of the missed boat entered the river, free boat at all times. Please refrain from standing on the seats or the metal boxes on the deck of the boat. Please keep youngsters off all railings. If you have... Empowered by twin diesel engines... Hello, cả nhà ơi, mình đang ở phố. Mình đang ở trên tàu đi vô trong cái súng này nè, cả nhà. And are named after two important people, without whom these boats would not exist. The Nikola Tesla is named in honor of the inventive power that could travel great distances. It was a massive changing our lives forever. The James V. Glynn is named for the chairman and chief executive officer of Made of the Mist. Glynn joined the company in 1950 as a consultant. In 2020, in his 70th year with the Made of the Mist, the company announced the naming of the vessel James V. Glynn in his honor. 28 đồng. Cả nhà ơi, mấy chị em mình đây, bây giờ đang ở trên tàu nè, đi lắp sao đi vô trong suối đó đó. Sao? Và cái tích kịch ở trên này á, là 28 đô một tích kịch, nhìn cả nhà, 28 đô mấy sen đó. À, một vé đó là 28 đô mấy chục sen đó. Thì mấy chị em nó đi trước. Bữa nay mấy chị em mình đi lên trên tàu đi chuẩn bị 20 phút. Đi 20 phút rồi mới quay về chút xíu nó sẽ chạy vô trong cái suối đó. Rồi mời cả nhà đón xem. Hẹn qua mấy đứa cháu mình nó đi riêng giờ mà mấy bà già đi riêng. Or Horseshoe Falls. It is approximately 170 feet high or 52 meters. Its brink is 2,500 feet long or 760 meters. Here, daredevils have made their bid for fame. The first, in 1901, was a school teacher named Annie Taylor. À, bây giờ mình đi vô trong cái nó chạy gần cái suối nha cả nhà. Chuyến tàu này á, chuyến tàu này mấy chị em mình lên là nó có hai tầng, tầng dưới tầng trên, mà ở tầng dưới á, bị ướt nhiều hơn cho nên mấy chị em mình lên trên nó đỡ ướt hơn, nhưng mà ở dưới vui hơn nha. À, đóng lại dưới nào. Ai cũng dồn chơi hết trơn. Ngày hôm qua mình ở trên mình nhìn xuống thôi, mà bây giờ mình đi thẳng xuống suối luôn á nha cả nhà. Này mình đi xuống suối luôn. À, 9 giờ sáng nó mở cửa, mà bây giờ là khoảng 10 giờ. Ồ, ướt quá, ướt nhẹp luôn cả nhà ơi.
We once again remind you that for your own safety, please keep hands and feet inside the boat and do not stand in the seats or the metal boxes on the deck. Please keep functions off all the way. Ladies and gentlemen, this is Niagara Falls. Canada với lại Mỹ á, cái chỗ mà mình mướn hotel á, chạy qua bên Mỹ chỉ có chạy qua bên Canada chỉ có 15 phút rồi là tới ngay chỗ này cả nhà. Đi trên tàu vậy có 15 phút rồi không tới nữa. Giờ mình quay về nhiều. Nói chuyện cả nhà luôn luôn được bình an vui vẻ. Tốt nha, bye bye. Bây giờ đi xuống tàu nha cả nhà. Một vé là 28 đô mà đi một đám nãy là 280 mấy đô cả nhà. Bây giờ mình đi xuống nha, nhà người ta đuổi xuống rồi. Bye bye cả nhà. Cái suối luôn nè cả nhà. Đó mình quay cho cả nhà coi đó, nhìn xuống dưới biển, nhìn xuống cái suối có cái rambo, có cái móng chuồng đủ màu hết ra, đẹp không? Là thiên nhiên á, ướt nhẹp nè. Mình đứng gần ở đây thấy vậy, nước nó dâng lên cũng ướt nhẹp như cả nhà, sát luôn. Canada nha cả nhà. Nhà ơi, bây giờ mình đang đứng ngay chỗ cái suối nè, cái thác nước chảy nè. Mình quay cho cả nhà coi trên chút. Chị, nó thằng nhỏ kêu nó về đi. Giờ không chị, nó giờ con lỡ ra con quê rồi.
Rồi bây giờ mấy chị em mình lên xe lửa, như thế này lên xe lửa chạy vòng vòng trong cái phạm chỗ cái suối này. Lên đi, đi mấy chục phút nhỏ xe tư nó hết hả? Tám rồi, xe qua qua tay lên xe trước đi, lên xe trước á, lên xe này hả? Chỗ này đâu có đủ. Nhà giờ mấy trẻ mình lên xe lửa đi vòng vòng mấy cái bạn này là ở bên Mỹ cả nhà. Nhỏ xây qua rồi nói chuyện cái vùng trời, nhỏ xây qua rồi. Our next stop is for này trong cái phạm thôi nha. Đúng chỗ này nè. Này chạy ra ngoài đường. Đây mà dằn dữ.